đau tay quá. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Chỉ một tiếng đập như vậy thôi là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rằng cái lớp tôn của Nissan Sunny có cái độ cứng như thế nào rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đương nhiên là quý vị và các bạn sẽ cùng Bảo Duy đi tìm hiểu chiếc Nissan Sunny phiên bản XV. Để nói về Nissan Sunny ấy, thì Duy xin phép dùng một câu của các cụ ngày xưa thường nói, đó chính là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Câu này rất đúng đối với mẫu xe này. Bởi vì tại sao ạ? Nếu như chúng ta nhìn tổng thể cái phần thiết kế ở bên ngoài, ở những cái thế hệ trước và những cái bản thấp hơn, thì quả thực Nissan Sunny cho chúng ta cái cảm giác không mấy hấp dẫn và có phần hơi già một chút. Còn ở cái thế hệ hiện tại phiên bản này thì sao? Nissan đã trang bị cho Sunny những cái phần ốp vè mới. Đâu đó nhìn thoáng qua hay nhìn từ xa thì Sunny đã có một cái diện mạo có phần cảm hứng hơn một chút. Thật sự là như vậy. Còn lại chúng ta sẽ quay lại với cả những cái chi tiết trang bị ở phần đầu xe đi. Ngoài cái giải đèn LED ở hốc của đèn sương mù thì tất cả những cái trang bị còn lại của đèn thì đều được trang bị bóng halogen mà thôi. Có phần hơi thua thiệt hơn đối với đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc, cùng đồng hương luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Chắc quý vị và các bạn sẽ nhớ ngay đến mẫu xe nào rồi. 1, 2, 3, 4. Vâng, Nissan Sunny thì sở hữu cái thông số tổng thể của xe dài rộng cao cũng là thuộc hàng top ở trong phân khúc, với cái chiều dài là dài 4m4, hơn 4m4, chiều rộng là hơn 1m6 và chiều cao là hơn 1m5. Nhưng mà với cái thông số như vậy thì trực quan mà Duy nhìn trực diện ở đây, hay quý vị các bạn chắc cũng đã gặp Nissan Sunny ở ngoài nhiều rồi, thì phải nói là nếu mà nhìn chúng ta nhìn ngang hông ấy, ngang thân xe ấy, thì Nissan Sunny rất là to, dài, rộng. Thậm chí là chúng ta còn liên tưởng tới những cái mẫu sedan ở phân khúc hạng D cơ. Còn có một cái điểm này là một cái điểm được cũng như là không được của Nissan Sunny Duy muốn chia sẻ với quý vị các bạn. Nissan Sunny thì chỉ được trang bị bộ vành 15 inch thôi, có phần kém hơn so với cả một số đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc. Nhưng mà với cái bộ vành 15 inch này thì Nissan Sunny lại có một cái bộ lốp với cái thành lốp khá dày, giúp cho xe đi vận hành ở trên đường trường cũng như trong đường phố thì nó giảm bớt cái tiếng ồn nhiều, đặc biệt ở từ vòm bánh xe trở lên. Cái bộ vành này thì thiết kế nó cũng chỉ ở mức đủ dùng mà thôi. Nói chung là hiền, hài hòa và hiền lành. Tổng thể phần thân xe cũng vậy. Ở trên cánh cửa của Nissan Sunny, ngoài cái việc rất là rộng, đây chúng ta có thể mở, đây quý vị bạn thấy, mở rất rộng luôn ạ. Mở gần như là ngang. Đây chúng ta có một cái không gian để di chuyển ra vào cực kỳ dễ dàng luôn. Ở phía sau cũng vậy. Đây quý vị bạn thấy, gần như là được mở vuông góc. Đây, Duy có thể ngồi vào đây cực kỳ dễ dàng. Đây, đó. Đấy là những cái điểm mà rất hay ở trên Nissan Sunny mà Duy trải nghiệm, Duy cảm nhận được. Ngoài ra thì bốn cánh cửa của Nissan Sunny cũng được trang bị cái tay nắm cửa kèm với cả cái nẹp inox. Và cũng có nút bấm để chúng ta khóa và mở khóa ở cửa lái và cửa ghế phụ. Có rất nhiều những cái mẫu xe mà ở trong phân khúc C rồi thậm chí cả phân khúc D có cái mức giá nó cũng phải loanh quanh cỡ khoảng 1 tỷ đến hơn 1 tỷ cũng chưa được trang bị cái tính năng này quý vị và các bạn ạ. Thế mà Nissan Sunny đã có. Thật ra Nissan Sunny thì Duy thấy là hướng nhiều tới cái sự tiện dụng, đa dụng và đậm cái chất của người Nhật. Những cái ngôn ngữ thiết kế của người Nhật thì đã khắc họa cực kỳ chuẩn nét, đậm nét ở trên mẫu xe này. Ở trên gương chiếu hậu của Nissan Sunny thì cũng có đèn LED xi nhan báo rẽ ở đây. Nói chung là tất cả những cái trang bị cơ bản thì Nissan Sunny không hề thua kém bất kỳ một đối thủ nào cả. Chỉ có một cái điểm này này. Cái điểm này là điểm Duy thấy chưa hài lòng thực sự này. Ở cái thế hệ này là cái thế hệ cũng đã rất nhiều, trải qua rất nhiều những cái lần nâng cấp rồi. Nhưng mà không hiểu sao Nissan vẫn chưa nâng cấp cho chiếc Sunny này cái anten vây cá. Tiến xuống cái phần đuôi xe thì ở trên phiên bản này Nissan đã trang bị cho Sunny thêm một cái cánh lướt gió ở đây. Cái cánh lướt gió ở đây giúp cho khi chúng ta nhìn phần ngang xe khi mà xe chạy ấy, thì sẽ có cái cảm giác là cái phần đuôi xe nó bớt cụt đi. Ở cánh gió này thì cũng được sơn hai màu là màu đen và màu trắng tương phản. Tiếp theo ở dưới đây là nẹp inox ở đây. Ở dưới này thì có camera lùi. Hơi tiếc một chút là... À... Wow. Như vậy là Nissan Sunny có tới 3 vị trí để chúng ta mở cốp. Thứ nhất là ở đây, thứ hai là ở trong xe và thứ ba là ở ngay trên chìa khóa, cũng rất thuận tiện phải không ạ? Không như một số, hình như Duy nhớ không nhầm, ở trong cái những người anh em đồng hương đến từ Nhật thì có một
tráng sĩ ở trong cái phân khúc này là không thể mở cốp vào đây được, phải dùng chìa khóa vặn hoặc là phải mở ở trong xe. Ở phía dưới thì Nissan cũng trang bị cho chiếc Sunny một cái ốp ở ba đợt sốc phía sau với cái đường chỉ đỏ, nhìn cũng có phần nổi bật và ấn tượng, điểm nhấn hơn. Rồi, chúng ta quay lại cái cụm đèn hậu đi. Cái cụm đèn hậu của Sunny thì có cái thiết kế cũng vẫn mang cái hơi hướng truyền thống trước đây với những cái bóng halogen mà thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian để đồ của chiếc Nissan Sunny. Hello mọi người. Vâng, Duy đã quay trở lại rồi đây. Với cái thân hình không hề nhỏ nhắn của Duy khi nằm ở trong cái cốp của Nissan Sunny thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã hiểu được phần nào cái độ rộng rãi của cái phần cốp này rồi đúng không? Với những cái chuyến đi nhiều ngày cùng gia đình này, hay là các bác tài sử dụng để chở những vị khách của mình lên sân bay, thì những cái vali cỡ đại đi chăng nữa không có thể nào làm khó được cái không gian phần cốp của Nissan Sunny này. Nếu mà để nói về cái sự chắc chắn từ vật liệu, từ thân vỏ thì chắc hẳn quý vị các bạn cũng đã cảm nhận được qua cái phần ngoại thất rồi. Còn ở trong nội thất của Nissan Sunny thì sao? Vâng, đau tay quá. Tất cả những cái phần vật liệu ở bên trong Nissan Sunny, ngoại trừ cái phần ghế được bọc da ra, thì tất cả đều được trang bị phun nhựa. Chỉ có khác là nhựa mềm và nhựa cứng thôi. Ở trên bảng táp lô thì được trang bị nhựa cứng. Và cái kiểu thiết kế của cái bảng táp lô này cũng không thể làm cho Duy cảm thấy hài lòng được, bởi vì là nó mang cái hướng tiện lợi và dễ sử dụng nhiều hơn là cái việc thẩm mỹ đẹp. Ở những cái thế hệ trước hay là những cái bản phiên bản thấp hơn thì như các bạn có thể thấy thì riêng cái phần điều hòa này ngày trước lại được làm bằng những cái núm vặn cơ rất là to, vặn xoạch xoạch xoạch, hoành tráng lắm. Nhưng mà ở trên thế hệ mới này thì nâng cấp đã được trang bị một cái bộ điều chỉnh điện, điều hòa điều chỉnh điện với những cái nút cũng rất to và rõ ràng. Chúng ta đang lái xe, chúng ta chỉ cần liếc mắt xuống cái là tìm ngay được cái vị trí chỉnh mà chúng ta mong muốn luôn. Ở trên đây thì cũng được trang bị cái màn hình cảm ứng. Mặc dù là không được thực sự sắc nét và đẹp đâu, nhưng mà tất cả những cái tác vụ ở trong đây thì đều được làm những cái icon rất là dễ dùng, kèm theo cái hệ điều hành Android. Ở đây, đây chúng ta vuốt chạm nhẹ mượt êm du. Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc một chút là không có kết nối Apple CarPlay hay Android Auto, mà chỉ chúng ta chỉ có kết nối Bluetooth hoặc là USB mà thôi. Như quý vị và các bạn có thể thấy, ở ngay cạnh cái phần bảng táp lô trung tâm này thì bên này chúng ta có rất nhiều ngăn để đồ ở đây. Chúng ta có một cái ngăn ở trước ghế phụ này, chúng ta có thể để ví này, Duy đang để ví vào đây này, hay để điện thoại hay là để cuốn sách nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là ok. Trong đây thì hộp để đồ mặc dù không quá rộng đâu nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ chứa được rất nhiều thứ. Xung quanh cái vị trí ghế lái này hay ghế phụ này thì cũng có khá nhiều vị trí để đồ. Ở đây cũng có một cái khe để có thể để điện thoại hoặc là để ví. Phanh tay thì chưa được trang bị cái phần da bọc ở đây, rất dễ bị lọt những cái bụi bẩn hay là những cái vật nhỏ xuống đây thì chúng ta rất khó vệ sinh. Chúng ta cũng sẽ có hai cái hộp để chai nước ở chính giữa này, rồi là ở các cái vị trí cửa. Cần số thì cũng vẫn giữ nguyên cái kiểu thiết kế như vậy. Và ở trên cái cần số của cái Nissan Sunny này, chúng ta sẽ có một cái nút bấm là cái nút O gạch D. Khi mà chúng ta bấm vào đây thì màn hình hiển thị sẽ là O gạch D chữ OP ạ. Thì lát nữa Duy sẽ nói cái nút này, cái tác dụng này ở trong cái phần vận hành sau. Cũng được trang bị số 2 và số 1 để chúng ta đi đường đèo. Quay lại với cái điểm mà truyền thống ở trên những cái mẫu xe Nissan đi, đó chính là cái vô lăng. Nếu mà để nói về thiết kế của vô lăng thì các bạn ở trên cộng đồng mạng cũng dành rất nhiều những cái từ miêu tả khá là dí dỏm dành cho những cái mẫu vô lăng của Nissan. Với Duy thì công nhận là những cái mẫu vô lăng của Nissan theo truyền thống là thiết kế không được đẹp mắt. Và nhưng mà ngược lại thì lại rất là rõ ràng và dễ sử dụng, đặc biệt là cái cảm giác cầm nắm rất tốt. Mặc dù là chỉ được trang bị nhựa mềm giả da với cái đường chỉ khâu ở đây thôi, nhưng mà cầm vào đây thì chúng ta không có cái cảm giác bị cấn tay đâu, và cũng không hề trơn một chút nào cả. Không giống như là một số mẫu vô lăng trang bị bằng nhựa mềm nhưng mà lại có cái phần thiết kế khá là trơn. Ở trên vô lăng này cũng được trang bị những cái nút điều chỉnh cái màn hình này cơ bản thôi. Ở phía trước này thì Nissan Sunny được trang bị hai túi khí các bạn ạ. Túi khí cho người lái và ghế phụ. Bên trên đây thì ở đây còn có cái bệ tì tay nữa. Mặc dù bệ tì tay hơi nhỏ và cũng cứng. Ai mà tí này không quen đâu, cực kể xuống là cũng hơi đau đấy. Nhưng mà dù sao chăng nữa, trong phân khúc hạng sedan hạng B thì có một cái bệ tì tay để chúng ta di chuyển những cung đường dài cũng là một điểm cộng rồi.
Để nói về cái chất liệu da của Nissan Sunny đi. Chất liệu da này thì khá lì và cũng cho chúng ta cái cảm giác mềm, êm. Không hề có cái chuyện là rơm rạ một chút nào cả. Tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ cùng xuống về hàng ghế thứ hai. Vâng, chúng ta nghịch vui một chút thôi. Đối với cả chiếc Nissan Sunny này thì cái hàng ghế thứ hai phải nói là siêu siêu rộng ạ. Có thể sánh tương đương với cả những cái mẫu xe hạng D. Và ở cái không gian ở vị trí của hàng ghế thứ hai thì chắc chắn là những cái người ngồi ở trong đây trải nghiệm, kể cả cung đường ngắn và cung đường dài, thì đều có một cái cảm giác rất là thoải mái và ưng ý. Ở lưng ghế của hàng ghế thứ hai này, ở đây có một cái phần ụ nhô lên khá cao và được làm sát với cả cái thần thành cửa. Nếu mà Duy nhớ không nhầm ấy, thì cái thiết kế này được áp dụng nhiều ở trên những cái mẫu xe của BMW. Ở đây này. Nhưng mà chỉ có cái khác biệt là cái giá của BMW thì mẫu xe Đức mà đắt tiền 2-3 tỷ nên là sờ nó sướng hơn thôi. Chứ còn ngồi thì cảm giác như nhau. Đây, đi ngồi vào đây. Cái phần lưng ghế đã được làm dốc, ngả rồi mà lại còn được làm lõm ở bên trong, nó khiến chúng ta ngồi vô cùng rộng. Đây, Duy có thể ngồi vắt chân như thế này. Trông nó hơi kỳ một chút nhưng mà cũng muốn miêu tả cho quý vị các bạn thấy. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái không gian rộng này, thoáng này, kèm theo này cái hệ thống điều hòa, cửa gió điều hòa sang ghế thứ hai. Lại còn được trang bị núm chỉnh gió ở đây nữa. Đấy, gió ù ù luôn. Chắc chắn là cái này sẽ rất lợi hại ở trong những cái thời tiết nóng bức như là Sài Gòn, Hà Nội vào mùa hè. Đa phần những cái mẫu xe ở trong cái phân khúc của Nissan Sunny thì đều dành để đi phố là nhiều. Sedan hạng B mà. Rất ít khi chúng ta sử dụng vào những cái mục đích đi nó khó khăn với điều kiện phức tạp, khắc nghiệt hơn. Thì quay lại với mẫu xe mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay. Ngoài cái trang thiết bị nội ngoại thất được trang bị đầy đủ, tiện dụng và phù hợp với đa số những mục đích sử dụng hàng ngày, thì Nissan Sunny cũng có một cái cảm giác vận hành ở trong phố rất là linh hoạt. Cái phần ô cửa kính ở xung quanh, đặc biệt là phần kính lái rất rộng. Và cái phần kính ở phần trụ A này cũng được kéo dài về góc của trụ A, khiến làm giảm bớt đi cái phần điểm mù khi chúng ta vận hành ở trong phố. Cái độ ổn định của thân xe cũng vậy. Sunny không cho chúng ta một cái cảm giác bồng bềnh đâu, nhưng mà lại êm. Phần khung gầm thì chắc chắn rồi. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng ra với cung đường trường để chạy tốc độ cao để xem là khung gầm của Nissan Sunny khi chạy tốc độ cao qua những cái mô cầu hay những cái gờ cầu thì nó có khác nhiều so với cả khi chúng ta chạy tốc độ khoảng 50-60 km/h đổ xuống không. Gương chiếu hậu của Sunny thì không phải là dạng quá to, không có cái thiết kế quá to, nhưng mà cũng đủ để chúng ta sử dụng quan sát hàng ngày. Vô lăng. Để nói về cái chiếc vô lăng của Nissan Sunny này thì cái phần thiết kế thôi, chúng ta bỏ qua một bên đi, không nói tới nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn về cái cảm giác lái. Thì cái vô lăng của Nissan Sunny thì có phần hơi nặng hơn một chút so với cả những đối thủ trực tiếp ở trong phân khúc. Đi với những cái vận tốc thấp ở trong phố thì Duy có nhận thấy được cái hộp số 4 cấp của Nissan Sunny này. Khi mà chuyển từ số 1 lên số 2, vòng tua máy cỡ khoảng gần 3.000 đến hơn 3.000 một chút thì bắt đầu chuyển số. Thì giữa cái khoảng gần 2.700-2.800 gì đấy đến 3.000 thì sẽ có một cái sự lưỡng lự nhỏ chúng ta cảm nhận được khi chuyển từ số 1 đến số 2. Còn đâu với cái khi mà qua được cái số 2 rồi, từ số 2 đến số 3 thì hộp số lại sang số rất dứt khoát. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Với cái động cơ là 1.5 lít sản sinh cái công suất là 98 mã lực thì đương nhiên là ở những cái số 1, số 2 thì xe sẽ cần nhiều mô men xoắn hơn để giúp chúng ta tăng tốc, đạt được cái vận tốc mà chúng ta mong muốn sớm. Và ngay bây giờ thì Duy sẽ thử cái quay đầu của mẫu Nissan Sunny này ở ngay trên cái cung đường này. Đây là một cung đường cũng được rào hai đầu, thế cho nên là khá là an toàn để chúng ta có thể thực hiện bài thử này. Đây, camera lùi hiện lên. Cảm biến lùi, hai cảm biến phía sau cũng đã kêu để báo hiệu cho Duy biết là phía sau có vật cản. Và chắc chắn với cái đường như này thì chúng ta sẽ phải mất đến hai đỏ thì mới có thể quay đầu hoàn thiện mẫu xe này.
Và cũng có cái thông số này mà Duy muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó chính là chiều dài cơ sở của chiếc Nissan Sunny là 2590mm và cái bán kính quay đầu là 5,3m. Với cái chiều dài cơ sở như vậy thì đương nhiên là cái bán kính quay đầu của chiếc Nissan Sunny này có nhỉnh hơn một số những cái đối thủ ở trong cùng phân khúc. Ngay bây giờ thì Duy sẽ thử cái khả năng leo lề của chiếc Nissan Sunny này. Đó, quý vị và các bạn thấy đấy, rất dễ dàng phải không ạ? Đây, chỗ này lề cao này, chúng ta sẽ leo luôn. Đó, xe nghiêng. Với cái khoảng sáng gầm là 150mm, con số đó thì cao hơn so với cả một số đối thủ trong cùng phân khúc. Vậy cho nên là quý vị và các bạn cứ yên tâm là leo lề với Nissan Sunny, leo vỉa hè sẽ rất đơn giản. Khi mà động cơ của Sunny đã bắt đầu phải vận hành căng hơn một chút, bởi vì Duy đang chạy ở cái giải tốc độ khoảng từ 85 cho tới 90 km/h, thì Duy nhận thấy được rằng là cái phần vô lăng của chiếc Sunny này đã có phần cứng hơn một chút so với cả khi vận hành ở trong phố. Và cái sự chính xác ở trong từng cú đánh lái thì vẫn còn nguyên. Duy có thể xi nhan chuyển làn thử cho quý vị các bạn xem. Từng cú đánh lái rất chính xác và cái cảm giác phản hồi từ mặt đường lên trên vô lăng cũng rất thật tay. Kèm theo là cái không gian trong xe rộng rãi với những cái phần, với các cái phần ô kính xung quanh kèm theo cái phần kính lái này rất là rộng và thoáng, thì Sunny cho chúng ta một cái cảm giác khá là yên tâm khi mà chạy những cái giải tốc độ cao. Duy sẽ tìm một cái mô cầu để đi qua ngay bây giờ để cho quý vị các bạn có thể cảm nhận được. Đây, đây rồi. Đó, cái phần dập tắt dao động rất là tốt, dứt khoát, giống y hệt như khi chúng ta vận hành ở tốc độ thấp ở trong phố vậy. Ngoài ra thì cái phần tiếng ồn đã bắt đầu xuất hiện, tiếng phởn, tiếng ù, tiếng gió bắt đầu xuất hiện ở phần hai bên kính dọc theo thân xe. Nhưng mà đặc biệt là cái phần độ ồn ở dưới gầm xe dội lên trên khoang cabin thì rất ít, chứng tỏ rằng cái hệ thống cách âm ở phần gầm tốt. Kèm theo là đây, Duy sẽ giảm tốc độ xuống một chút để đạp tốc ga lên để xem, kiểm tra xem là cái khả năng cách âm giữa cái khoang máy và cabin như thế nào nhé. Bây giờ đang là chạy khoảng 70 km/h này, đạp tốc này. Wow. À, như quý vị đã thấy là cái động cơ đã phải vận hành cực đoan hơn, vất vả hơn. Và cái tiếng động cơ dội vào khoang cabin thì chúng ta nghe khá rõ. Đương nhiên rồi, với những cái mẫu sedan hạng B thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khi mà chạy ở cái vận tốc khoảng 100 km/h như bây giờ thì tua máy của Sunny rơi vào khoảng 2200, khoảng 2200 cũng là một con số tốt đấy chứ ạ. Động cơ 1.5, hộp số 4 cấp, 98 mã lực. Mô men xoắn là 134 Nm tại 4.000 vòng trên phút. 85 km/h thì tuy thì tăng tốc nhẹ nhé, mình sẽ không đạp thấp ga nữa mà mình đạp vừa thôi. Rồi, tua máy đã được đẩy lên gần 3.000 và chiếc xe được đưa lên từ từ. Với cái động cơ 1.5 mà khi đi đường trường thì chúng ta khó lòng mà có thể đạt được cái sự bứt tốc mạnh. Thì ở trên cần số của Nissan Sunny có trang bị số 1 và số 2 để chúng ta đi đường đèo dốc. Đương nhiên rồi, với hộp số tự động thì luôn luôn chúng ta sẽ phải có những cái cấp số rất thấp để chúng ta đổ đèo, cũng như là cần vượt những cái mẫu xe khác khi mà chúng ta đi đường đèo dốc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nút O gạch D, khi chúng ta bấm vào thì sẽ hiện lên trên bảng đồng hồ. Khi mà Duy bấm vào nút O gạch D thì ngay lập tức vòng tua máy đã được nhảy dựng lên, bởi vì là cái nút O gạch D này ấy, là viết tắt của cái dòng chữ Overdrive, nghĩa là khi mà chúng ta bấm chế độ này thì hộp số sẽ, cái phần ECU điều khiển sẽ hạn chế không cho hộp số tăng lên những cấp số cao. Cụ thể ở mẫu Sunny này thì Duy đoán là sẽ không cho tăng lên số 4, chỉ giữ hộp số ở cấp khoảng số 3 thôi, để cho chúng ta một cái khả năng gia tốc tốt. Đây, thì chúng ta tắt cái OD đi thì ngay lập tức chuyển số và tua máy sẽ về mức khoảng 1.500. Đây, Duy sẽ cần vượt xe tải thì sẽ đạp thốc ga và sử dụng cái nút O gạch D. Nó rõ ràng là động cơ hoạt động đỡ vất vả đi nhiều đúng không ạ?
Với cái mức giá chính xác nhà sản xuất công bố là 568 triệu thì quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này khi mà đã cùng Duy đi một vòng từ ngoại thất này vào nội thất rồi cả cái khả năng vận hành của nó, của chiếc xe này nữa. Đặc biệt là những ai đã, đang và chuẩn bị sở hữu mẫu Nissan Sunny thì cũng vui lòng comment ngay phía dưới video về những cảm nhận của quý vị và các bạn để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về cảm giác vận hành cũng như là cái đánh giá nhìn nhận về một mẫu xe. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.